Hello xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với Dong Series, một channel mình chia sẻ tất cả kiến thức ở trong thị trường crypto này để mọi người có thể tham gia đầu tư và kiếm được tiền từ thị trường ha. Rồi, trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại chuyên mục review những dự án ở trong thị trường crypto và tiếp tục với lại một series về những cái dự án game sắp ra mắt bên cạnh video đầu tiên là review dự án Mini royan á thì anh em nào chưa xem thì anh em có thể xem lại cái dự án này ha thì mình đã có review chi tiết rồi thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái dự án game tiếp theo cũng là thuộc thể loại bắn súng mà nó hơi khác một chút thì khác như thế nào chúng ta sẽ đi vào chi tiết ha thì cái game này nó có tên là Moplan và trước khi mà đi vào phần chính của video á Thì bạn nào chúng ta chưa đăng ký kênh của Đông Series thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh Để không bỏ lỡ những video nào của mình ha Ngoài ra thì mình còn có thêm một channel ở trên uh, Telegram Để mình cập nhật những thông tin về thị trường Hoặc là có những cái kèo airdrop hoặc là những cái thông tin nào quan trọng á Thì mình sẽ share trên đây cho nên các bạn có thể nhấn vào link mình để bên dưới phần mô tả video này Để các bạn tham gia vào channel ha rồi thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ review về dự án có tên là Mobland. Anh em có thể truy cập vào dự án này bằng địa chỉ là mob.land ha. Thì đây là một dự án mà anh em nhìn sơ qua trang chủ mọi người sẽ thấy là đồ họa cũng rất là bắt mắt và hình ảnh thì nó sẽ gợi cho các bạn tới một cái game mà mình nghĩ là bạn nào đã chơi game từ thời nhỏ các bạn sẽ biết đó là game Gangsta ha, một cái game mà kiểu như là Mafia rồi chúng ta bắn súng trên đường cái thứ á. Thì cái dự án Mobland này đồ họa nó cũng tương tự như vậy. Thể loại của nó sẽ là cái thể loại Mafia và game này nó sẽ được chơi ở trên uh, mạng uh, ETH Ethereum ha thì đây là một cái điểm mà mình uh, đánh giá là một cái điểm khá là quan trọng của những cái dán game tại vì nếu mà anh em follow ở thị trường uh, crypto anh em sẽ thấy là rất là nhiều những dán game ở trong thị trường vừa qua là những dán game file á, thì đã uh, không có mang lại một cái um, tín hiệu tích cực dành cho những nhà đầu tư cũng như là game thì cũng có nhiều dán là game chưa kịp ra mắt và hầu hết dự án đó đều chạy ở bên mạng của BSC, thì đối với dự án Moplen này, game họ sẽ quyết định là chạy trên mạng ETH. Còn nếu như mà sau này mà họ có họ chuyển sang mạng BSC nữa hay không á thì cái đó là mình không biết hoặc là chuyển sang mạng khác không biết ha. Nhưng mà lúc đầu họ làm thì nó sẽ là ở trên mạng ETH và trên mạng ETH này á cái bất lợi của chúng ta đó là chúng ta xài thì nó sẽ tốn cái phí gas rất là nhiều ha so với lại những cái blockchain khác như là bên uh, BSC. Tuy nhiên á nó có một điểm cộng là thường thường những dự án nào ở bên mạng ETH thì cái lượng user quan tâm tới nó cũng như là uh, cái lượng mà FOMO vào nó sủng sẽ rất là cao Bởi vì uh, user ở bên ETH đa số toàn là nhà giàu không à Anh em thấy là ai mà nói chơi crypto mà chơi bên ETH là chứng tỏ là rất là giàu Cho nên uh, cái độ FOMO của dự án này nó cũng rất là kinh khủng Bằng chứng là ở trong cái nhóm uh, Discord chính của dự án thì đã có tầm là hơn 200.000 member bên đây rồi Và những cái cộng đồng rất là nhiều nước khác nhau thì họ tạo ra để cho mọi người vào thảo luận nè. Anh em thấy là rất là nhiều nước khác nhau cho nên dự án này mình nghĩ là khi mà ra mắt game thì sẽ rất là FOMO ha. Rồi, về cái gameplay của dự án này á thì chúng ta sẽ chơi như thế nào thì các bạn có thể vào cái phần là cái link ở đâu nhỉ? Thôi mình để link ở bên dưới phần mô tả cho anh em vào luôn. Thì cái đây nó giống như là cái white paper của dự án á thì anh em vào cái phần gameplay, anh em sẽ thấy á là dự án này nó sẽ chơi theo dạng đầu tiên á, khi mà mới mới phát hành á, nó sẽ chơi theo dạng như là những cái game thẻ bài tức là anh em nhìn thấy đây là đội hình của chúng ta ha rồi bên đây là đội hình của đối thủ thì mình sẽ có một cái đội hình của mình rồi mỗi một à, thành viên ha trong đội hình của mình á, thì nó sẽ có những cái chỉ số sức mạnh năng lực khác nhau rồi đồ họa khác nhau đó anh em thấy ha và khi mà giao chiến thì nó sẽ có hình ảnh như thế này nhìn rất là đẹp luôn và mình rất là đánh giá cao về cái đồ họa của cái trò chơi này ha đó thì uh, bản chất lúc đầu chúng ta chơi sẽ là chơi theo kiểu thẻ bài như vậy uh, đấu với nhau nhưng mà khi mà hai bên đấu với nhau thì giao diện nó sẽ rất là đẹp như thế này rồi ok thì đó là về cái phần uh, gameplay của dự án hiện tại thì dự án chưa có ra mắt game và dự kiến là trong năm nay là sẽ cho ra mắt game và sẽ có những cái bản test net đầu tiên để người dùng có thể vào chơi ha. Cho nên anh em follow á thì anh em có thể đợi khi mà họ ra bản test net xong thì mình có thể vào mình chơi. Rồi um, tới phần thứ hai là mình sẽ đi về nói cái phần về um, đội ngũ uh, partner cũng như là investor của dự án này là đã có uh, những investor nào thì dự án này anh em thấy là với những nhà đầu tư á thì có rất là nhiều những nhà đầu tư nổi tiếng và uh, uy tín ở trên thị trường crypto. Thứ nhất là anh em sẽ thấy có Cao Kowon, thì đây là founder của Terra Luna cũng như là giống như là người uh, quan trọng nhất của cả hệ sinh thái uh, Terra. Lu. Ha. Rồi anh em sẽ thấy là chúng ta có uh, câu founder của nền tảng uh, Tweet. Uh, Justin Kang thì bạn nào mà không biết Twitch thì Twitch nó là một cái nền tảng cho phép người dùng có thể streaming ở trên đó và nó giống như là một cái hấp dành cho anh em uh, streamer gaming luôn á. Thì uh, mọi người stream gaming trên toàn thế giới thường thường là họ sẽ vào Twitch họ stream. Chứ uh, bên nước ngoài thì họ sẽ không có uh, stream nhiều trên YouTube bằng uh, Twitch ha. Thì anh em thấy là founder của dự án uh, Twitch này cũng là nhà đầu tư. À, cho cái game này ha rồi ngoài ra thì chúng ta còn thêm thông tin có một số quỹ nữa như là ammonica brand cũng là đầu tư vào trong dự án này rồi ở phía dưới bất ngờ thì chúng ta sẽ thấy là dự án này đã từng được list ở trên bài nền nft thì một lát nữa chúng ta đến phần nft thì chúng ta sẽ biết ha rồi nó có bất ngờ với lại những cái game gui tức là những dự án mà cung cấp cho người dùng scholarship tức là những khoản tài trợ cho người dùng vào chơi game á thì game gui nó cũng là một phần ở trong hệ sinh thái của gaming thì những cái game GUI này nó sẽ giúp tăng cái lượng user vào chơi uh, những cái game ở trong uh, dự án hơn ha. thì chúng ta có là Merit Circle nè cũng được list bài rồi rồi, uh, GUI, IGG là game GUI đứng hàng đầu ở thị trường crypto hiện tại cũng được list trên bài rồi hoặc là một cái GUI khác đó là GUIFi nè ha. rồi thì đó là những uh, partner uh, rất là uy tín của dự án uh, Mobland này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ ba là về cái dự án này thì cái token Omix nó sẽ như thế nào ha Thì chúng ta vào trong cái phần là SINR thì đây là cái mã ticker token chủ đạo của dự án này Và anh em sẽ thấy là token này nó sẽ được dùng để chúng ta stacking nè Rồi chúng ta tạo ra những cái token nhỏ hơn như là sin để dùng để mua những vật phẩm trong game. Nói chung là token gốc là chúng ta cần phải có SNR ha. Thì nó sẽ uh, có nó thì các bạn có thể đem đi stacking Rồi các bạn có thể dùng để chơi game tất cả mọi thứ. Thì nó là token chủ đạo của dự án và cái token này á nó đã được list trên sàn rồi ha. Thì anh em có thể lên trên uh, Coin Gecko anh em search là SNR thì nó sẽ ra. Đây đây là nhà con game của Mapland thì hiện tại nó được list ở trên Uniswap rồi chưa được list ở trên những cái sàn 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 sách. thì cái sàn tập trung sắp tới mà dự án sẽ được list đó là sàn Bybit ha thì anh em có thể vào trong channel của dự án ở cái phần announcement thì chúng ta sẽ thấy là sắp tới thì dự án này sẽ được list ở trên sàn Bybit vào ngày 23 tháng 2 ha thì anh em nào mà quan tâm thì anh em có thể lên trên sàn Bybit anh em mua. Về sàn Bybit thì mình cũng có một video hướng dẫn mọi người cách để chúng ta uh, tạo tài khoản và nạp uh, tiền vào sàn Bybit để nhận uh, ưu đãi là 20 USDT ha. Thì đây là video này. Anh em có thể vào anh em xem cách tạo tài khoản cũng như là cách uh, xác thực uh, tài khoản mọi thứ ở trong sàn Bybit. Một cái sàn mình cũng đánh giá là nó khá là tiềm năng trong thời gian sắp tới ha rồi ok thì quay trở lại với lại uh, token của dự án á thì uh, token này uh, nó được list trên uniswap và trước khi cái thời điểm mà nó được list trên uniswap á thì nó có một cái đợt bán gọi là fair launch fair launch tức là sao tức là mọi người đều có cơ hội vào mua với dự án mua token của dự án này thì cái nền tảng fair launch của nó là copper launch thì anh em sẽ thấy là cái giá cuối cùng của uh, mọi người mua ở cái đợt mà nó fair launch hồi tháng 1 á là 0,072 đô thì sau khi pha loan xong nó được list trên Uniswap thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên Dextool đi chúng ta xem xem là uh, chat của con này ở bên Uniswap là như thế nào ha thì cách sử dụng công cụ Dextool này mình cũng có video ở trên trong series rồi đó. anh em lên anh em search nó sẽ ra bây giờ mình sẽ search cái con SINR này rồi ok um, sau khi pha ở cái mức giá là 0,07 thì giá của dự án hiện tại nó đang là 0,09 ha đây mình tính theo ngày đi thì anh em thấy là hiện tại là giá vẫn được chữ rất là tốt và đây là một cái tín hiệu mình đánh giá cao về dự án này tại vì anh em thấy là rất là nhiều những dự án mà các bạn follow á các bạn sẽ thấy là cái giây phút mà nó phe lon xong nó liếc trên sàn xong và nó trả private đó ha thì giá nó sẽ đâm rất là nhiều còn với cái con SINR này á thì mọi người thấy là giá nó không hề đâm một chút nào, nó trả xong rồi nó nó đâm về một chút về 0.5, sau đó thì bao nhiêu ngày liền nó vẫn giữ ở cái mức giá này chứng tỏ là cái lực xả nó không còn nữa và thêm một cái lưu ý nữa cho anh em là cái thời điểm mình quay video này là thị trường hiện tại đang rất là xấu trong vòng khoảng hơn một tháng qua ha, trong vòng một tháng đổ lại thì thị trường anh em thấy là bitcoin đang có dấu hiệu cắm đầu rất là sâu nè. Nói chung là thị trường rất là xấu nhưng mà cái con này á giá của nó trong thời gian đó nó vẫn giữ được thì mình đánh giá rất là cao Hoặc là nó sẽ có rất là nhiều trường hợp xảy ra Và một trong những yếu tố đó thứ nhất á, là à, có thể là team của họ là có đội market maker Tức là có đội giữ giá để không cho token à, bị đâm quá sâu Cái thứ hai là những holder người dùng của dự án á, họ cũng không có đâm token mà họ có niềm tin rất là chắc về cái dự án này cho nên anh em thấy là hoàn toàn nó không có đâm quá nhiều mỗi lần mà nó đâm râu nè anh em thấy ha đâm về đều được mút lên hết thì có thể là team mút hoặc là người dùng mút ha rồi cái thứ ba đó là những uh, người uh, mua private á những nhà đầu tư private đó thì họ cũng không có xả tại vì nếu như mà thật sự mà những nhà đầu tư private mà họ xả nhiều á thì giá nó sẽ đâm rất là mạnh nhưng mà ở đây thì mình nghĩ là những nhà đầu tư private họ vẫn giữ token lại và họ không xả và đi đường dài với dự án cho nên nó không có uh, đùm quá sâu và thêm một cái yếu tố nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tokenomics nè. Chúng ta xem thì anh em sẽ thấy về cái tokenomics của cái con sin này á thì uh, nó sẽ có những cái vòng bán private như là vòng seed round nè, strategic, private 1, private 2 rồi public round thì đây là những vòng mà mình gọi chung nó là vòng uh, mua sớm hết luôn đi rồi sau đó thì tới cái vòng couple launch rồi chúng ta sẽ đến với cái loại uh, uh, cái phần list sàn đúng không? thì anh em để ý nè những người mua private á thì cái phần token mà họ được trả ở TGE tức là lúc list ở trên Uniswap là một phần trăm một phần trăm hai phần trăm phần trăm thì là siêu ít luôn so với lại những dự án khác những anh em file khác thì anh em sẽ thấy là private thường thường là lúc TGE sẽ trả tầm 10% 20% ha Nhưng mà riêng với lại cái con này đó thì anh em thấy là private mà trả có 1% thì đâu có thấm gì đâu Chờ chấp cho đâm luôn cũng không có đâm lâu nữa Đúng không? Rồi đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là anh em để ý về cái phần clip cái phần clip này tức là sao? Tức là sau khi mà trả private ở TGE là một phần trăm xong á Thì những người mua vòng sit round này trong vòng 12 tháng á, thì họ sẽ không có token À, đó rồi strategic round thì sau 12 tháng cũng không có token rồi tiếp theo private round là sau 10 tháng private hai là sau 9 tháng public round là vòng mà bán public á thì uh, sẽ unlock token nhưng mà unlock đều trong vòng 9 tháng rồi uh, Fairland thì sẽ có token liền Thì như vậy mọi người sẽ thấy là Từ cái phần token nó mới chúng ta có thể rút ra được á Là những nhà đầu tư private họ sẽ có token rất là ít ở thời điểm TGE và trong vòng 9 tháng sắp tới từ lúc TGE nó có nghĩa là trong gần gần như là toàn bộ đầu năm cho tới gần cuối năm nay luôn á thì uh, sẽ không có token nào được trả ra thị trường hết như vậy á thì anh em sẽ thấy là uh, cái lực xả nó sẽ không có nhiều ha, cái áp lực bán sẽ không nhiều và nếu mà dự án này làm marketing tốt, rồi ra game tốt với cả mọi thứ thì nếu mà có lực mua thì mình uh, rất là hy vọng là nó sẽ bùng lên ha ha thì mình lưu ý cho mọi người là tất cả những dự án mà mình giới thiệu ở trong channel của mình đều là quan điểm góc nhìn cá nhân của mình hết và nó không phải là lời khuyên dành cho mọi người đầu tư ha các bạn tham gia bất kỳ một cái dự án nào các bạn xuống tiền là tiền của mọi người thì mọi người cần phải chịu trách nhiệm với lại quyết định của mình các bạn cần phải nghiên cứu thật kỹ trước khi mà ra quyết định ha rồi thì đó là mình đã phân tích xong cái token nomic của dự án này rồi ha thì bây giờ nó đang list ở trên uniswap anh em nào mà muốn mua á thì anh em đợi uh, nó list ở trên sàn Bybit đi. Rồi anh em lên anh em mua thì nó sẽ đỡ cái bị cái phần phí hơn, phí giao dịch hơn ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái phần cuối cùng đó là NFT. Ở trong dự án này thì uh, bất kỳ một cái con game nào mọi người sẽ thấy là nó đều có uh, những cái cơ chế về NFT để cho người dùng uh, sở hữu và có thể có được những cái đặc quyền riêng trong game. Thì với con Mobland này nó cũng như vậy ha thì NFT của dự án này á chúng ta sẽ thấy nó sẽ có hai loại hiện tại mà nổi bật nhất á, đó là sin pass. Thì cái sin pass này á, nó giống như là một cái NFT mà khi người dùng sở hữu á thì họ sẽ được uh, rất là nhiều những cái quyền lợi ví dụ như là incentive nè, point có nghĩa là những cái gói nhân vật, các thứ trong game nè, rồi uh, private access to mobland system nói chung là nó sẽ rất là nhiều những cái quyền lợi cho những người sở hữu cái sin pass này bao gồm AirDrop rồi uh, Wirelessing, rồi stacking, multiply, rồi uh, có được thông tin sớm của dự án, rồi uh, uh, có được role ở trong Discord nói chung là rất là nhiều. Thì cái pass này á, họ đã uh, cho người dùng uh, min rồi, tức là min NFT rồi và hiện tại nó đang được bán ở trên OpenSea và anh em xem cái giá thì mọi người sẽ khá là giật mình với lại cái giá sàn của những cái NFT này ha. Ở đây mọi người sẽ thấy là giá sàn nó hiện tại là tầm 3,7 ETH cho một cái NFT và tương ứng với lại là tầm hơn 9.000 đô cho một cái NFT này thì mọi người thấy nó rất là kinh khủng và uh, không có dễ dành cho những người mới mà sầu như cái này ha mà anh em thấy là khi mà uh, cái giá sàn như thế này mà nhiều người vẫn trade vẫn, vẫn sở hữu như thường nè đó thì cái độ FOMO mà đánh giá rất là cao thì cái đó là cái NFT đầu tiên là cái Sin Pass. Bạn nào mà uh, mình là cá cá mập cá voi á, thì các bạn thích game này các bạn có thể vào các bạn mua NFT này ha. Để sau này mình có thể uh, có những cái đặc quyền trong game. Rồi cái NFT thứ hai của dự án á nó là cái uh, Blueprint. Nó là một cái kiểu bản đồ. Thì cái Blueprint này nó cũng giúp cho mọi người uh, sẽ có được những cái tài sản trong game nè acquire in game asset rồi uh, có nhân vật các, tất cả các thứ nói chung là uh, nó cũng tương tự như Sin Pass nhưng mà nó phiên bản thấp hơn thì cái blueprint này á được bán ở trên bài nft luôn thì như nãy mình có nói ha là cái dự án um ở Mobland này lúc đầu nó tên là Sin City nha mọi người hiện tại thì cái trang web của bài nó vẫn để là Sin City thì lúc đầu nó tên là Sin City nhưng mà bây giờ nó đổi tên lại thành Mobland rồi thì mọi người thấy là nó được bán chính thức ở trên bài NFT luôn và mọi người thấy là đây cũng là một cái điểm cộng tại vì để mà được list ở trên bài nên NFT cũng được bán trên đây thì họ phải apply với team bài và team của bài họ cũng chắc là kỹ những cái dự án trước khi mà họ bán tới người dùng ha thì một cái blueprint hiện tại đang có giá là tầm để mình xem filter từ lô tới hai đi một cái thấp nhất hiện tại thì đang có giá là tầm vài trăm đô ha rồi volume thì anh em thấy là uh, volume uh, à floor nè là giá sàn hiện tại là tầm 500 đô uh, volume là tầm 19 triệu đô đã mua bán giao dịch ở trên đây rồi thì đó là về nft của dự án ha rồi thì uh, đối với là những game như thế này thì anh em nhớ tham gia vào cái nhóm discord của nó nha um, cái nhóm discord thì mọi người có thể uh, để mình xem ở à, đây nó có cái chữ cho discord nè anh em có thể tham gia vào nhóm discord và À, xem những cập nhật mới nhất của dự án tại vì dự án này thì à, cập nhật đa phần nó sẽ cập nhật trên Discord chúng ta thấy là nó có rất là nhiều những cái channel trên đây nè ha mọi người lên mọi người xem rồi thảo luận cái thứ nói chung là channel của team này á họ làm tương tự như một channel của một dự án game luôn tại vì Discord cũng là một cái nơi mà à, để những dự án game họ cập nhật thông tin tới user hoặc là những cái forum game cái thứ á, thì cũng ở trên Discord cho nên anh em lên anh em xem thì rất là nhiều thông tin rất là nhiều những cái cuộc thảo luận bàn luận tất cả các thứ trên đây. Rồi. Ok ha, thì như vậy là mình đã uh, review xong cho mọi người về cái dự án Mockland này rồi. Và mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây Nếu mà các bạn thấy video này có ích thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like Và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ha Và đừng quên là hãy đăng ký kênh youtube của Đông Series Cũng như là tham gia vào nhóm telegram của mình Để không bỏ lỡ bất kỳ những cái cập nhật mới nào từ mình nha Rồi chào tạm biệt mọi người nhé